Ừ, rồi cái nó lớn lên rồi cái nó trời ơi biết đó, đẻ thêm mấy đứa nữa. Chị gái phấn đấu giống như mẹ vậy đó, hai tay ba gái. Các bạn nha, đây là Thảo đang chiên cá lóc nướng các bạn, mà hôm nay cũng làm món đặc biệt đó là nướng rơm. Hỗ trợ các bạn nha, Hổ đang làm món cá lóc các bạn, là cá lóc nướng rơm. Hai cái vây nó vẫy vẫy kìa, kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Hổ không có đập nữa bạn, vì mình đập nó sẽ đông áo lại các bạn, nó ngon. Hổ để sống vậy đó. Ghi bye bye kìa, ghi bye bye ghi. Đây là con khách đèn. Nếu con này nó thành công nữa bạn. Có con này không nướng luôn. Nướng cho con gái. Con cá lóc mình nướng rơm với bạn, nó đặc biệt. Nướng rơm mình nó rất là thơm, rất là ngon. Ok thì vậy thì cũng thích rơm mình nướng nha. Cũng đi lấy rơm nha. Nhỏ cho nên là không cần nhiều rơm lắm nữa. Con nghĩ dưới đây là chính. Tre thì mình lấy tre tươi nha các bạn, còn lấy tre khô là nó sẽ trái tre trước. Cái lóc nướng rơm thì đặc biệt nướng rơm rất là ngon. Ok, nó đắp lửa luôn. Chín không trời. Nướng như thế này là ngon, nướng chui nha các bạn. Cá lóc mà nướng rơm đặc biệt rất là thơm, rất là ngon. Á, ôi ôi ôi, ghê chưa? Quên nó còn rung rinh luôn á. Nó tàn to là nó chín. Cái đèn nãy chắc nó khác. Mặt thằng ấm ý chứ chẳng mệt. Rồi ba dở cá ra kìa. Rồi ba dở cá ra coi cho ba dở cá ra kìa. Hai nữa bạn thấy không? Thì nó cháy rất là nhanh nhưng mà nó giữ rất là lâu nữa. Bây giờ mình nướng thì mình không có sợ con cá nó không chín. Đó. Quá trời nóng luôn. Nè thấy không? Đó, ở vậy nướng nó rất là ngon.
Nhưng mà mình nướng mình phải dồn cục vậy đó các bạn mới giữ than được lâu. Ăn được không? Xíu nữa ba Trang đói rồi nè, ăn thì chưa ăn có trứng cháo. Không cho mẹ ăn luôn ha. Dạ. Con ngồi xuống thì ba cho con ăn. Ngồi đâu? Miếng tàu đá chuối nè. Con đứng lên dơ rồi, con ngồi luôn đi, bước ra đây ngồi. Bước ra đây ngồi đi. Cá. Ngồi xuống đi ba Trang. Ngồi xuống luôn. Nóng. Quá ngon. Bạn thấy sự hấp dẫn của nướng rơm chưa? Anh thấy hơi khét anh rồi. Đó, vậy là cạo giải ra là ba làm gì cũng có con hết trơn. Nóng. Siêu chua siêu cay. Đi nó thèm mà chép miệng chép chép rồi kìa. Thơm dám ăn. Hấp dẫn. Quá ngon. Cá này là cá đồng nha các bạn. Cũng mới vừa xịt hồi trưa các bạn. Con xịt được 6-7 con vậy đó, không nướng 3 con. Nhà ngủ đi ăn tiệc hết rồi các bạn. Tranh thủ lúc nhà đi ăn tiệc thì vợ chồng nướng cá. Ghê không? Dơ ghê. Nay vợ cũng mệt đó các bạn. Vợ không có bầu á, vợ không mệt. Nên là không có đi ăn kèm. Ngủ xe cá cho vợ cũng ăn. Mà vợ ngủ cũng ăn. Hai con cá lên tới não luôn. Ờ, bị đuổi á. Nãy giờ ta đòi ăn biết bao nhiêu lâu rồi đó. Đuổi à nghe. Phải khách hàng để lâu vậy. Khách hàng là thượng đế. Biết động không không. Có lương gì đâu thằng nhanh. Bắt cá cho ăn, đút cho ăn còn bị quánh. Quánh lên quánh xuống. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Quá trời ngon luôn, nhìn cái màu đã chưa? Những trò đó, rồi con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi bà đút cho con ăn. Thịt cũng cách tiền. Tay sạch không á. Ngon quá ha. Đói bụng rồi. Đói bụng lắm rồi.
Xương xương nha. Cá này không xương. Giống như gà chim mẹ mớm mồi cho chim con vậy đó ha. Con gái mình ăn là mình chỉ đút thịt. Nó thơm. Cay quá. Đâm hai trái ớt lần á. Chảy nước miếng. Ngon quá. Cha con mình ăn hết ba con này là no luôn á, phải ăn cơm. Ủa? Không nói về. Về sớm vậy mẹ nè. Wow. Wow. Ngon quá mẹ ơi. Cá hả? Nóng nha. Nóng. Nóng. Để bà hỏi. Kêu nội găng cá ghi. Ghi. Vô nắm tay ông nội kéo ông nội găng cá. Con vô kêu ông nội găng cá. Nắm tay ông nội kêu ông nội găng cá. Nóng hả? Anh ơi cái tay anh chừng cay á. Không cay. Đâu có tắm dưới đâu mà cay. Nóng hả? Đây không mời các bạn nha. Anh chấm đụng thịt thôi, đừng để tay đụng nước nha. Cá nè. Nhóc nè, vợ con có ăn đâu. Ngán gì con thấy cá lên tới não luôn. Sao mà nghe mùi chị cũng nổi nè. Đã, cay. Ngon không? Ngậm ngậm gì nút động không mà cô đưa. Ngồi giọng ghét hơn. Ừ tay ba dính hả? Ừ đó dính to đó, chỗ đó đó. Chị dính to chỗ đó đó. Cay ăn chua ăn đã. Anh chạy nút miếng nè. Ăn đi. Miệng nó chạy nút miếng mà ăn không được, kỳ quá à. Con. Ngon quá. Ngon không con? Ghi ơi. Ghi. Đây. Ngon ghi. Cũng mời cả nhà nha. Cũng mời các bạn nha. Này mà có vài ly rượu đế nữa mấy bạn. Quá đã. Tao dính hả? Thôi chị dính chỗ đó to rồi đó. Dính này đi. Mình ăn rút đi, cái mình bắt gà mình nướng mình ăn luôn ha. Gà quá trời luôn. Ok thì Hữu xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì thông qua clip này Hữu muốn giới thiệu với các bạn cái cuộc sống của người miền Tây, cái hương vị và những cái món ngon của người miền Tây với các bạn. Thì các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, chia sẻ và ủng hộ Hữu, đăng ký ủng hộ Hữu nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cá ngon. Ngọt chả mang không? Mới công nhận nướng rơm ngon thiệt.